Tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, không khí tuần văn hóa du lịch năm 2024 với chủ đề Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu đang diễn ra hết sức sôi động. Ngay trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, người dân và du khách từ khắp mọi miền đã có mặt tại cao nguyên xinh đẹp này để tham gia vào các hoạt động của lễ hội. Hội chợ triển lãm thương mại và nông sản an toàn diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Hội chợ có hơn 300 gian hàng của 100 doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong đó có 28 gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông sản thế mạnh, đặc trưng, đạt chứng nhận an toàn, sản phẩm OCOP của huyện Mộc Châu và tỉnh Sơn La. Sau một vòng đi tham quan từ nãy đến giờ, mình với cả gia đình đi thì mình cũng thấy là cái nông sản ở Mộc Châu cái mùa này cũng khá là phong phú. Đặc biệt là đối với mình là hồng giòn thì cá là một cái thứ hoa quả mình rất là thích, ăn rất là ngọt, mát. Đối với người dân Mộc Châu, dịp Quốc Khánh chính là ngày Tết mừng độc lập. Vào dịp này, nhân dân các dân tộc trong huyện từ khắp các bản làng gần xa cùng nhau đổ về trung tâm thị trấn để vui Tết. Không khí rộn ràng của ngày Tết đã lan tỏa đến cả những du khách từ khắp mọi miền đất nước. Bản thân tôi cũng như gia đình cảm thấy rất là hào hứng nên đã sẵn sàng để có thể là đến Mộc Châu sớm nhất. Và ngày hôm nay thì rất là vui và phấn khởi, hạnh phúc nữa khi mà có mặt tại Mộc Châu để có thể là tận hưởng trọn vẹn được cái tuần lễ văn hóa du lịch năm nay. Người dân và du khách cũng đang rất háo hức đón chờ để được thưởng thức chương trình nghệ thuật Đắm say đêm hò hẹn với sự tham gia của trên 400 diễn viên, nghệ nhân. Chương trình sẽ giới thiệu điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới qua các mùa xuân hạ thu đông, đưa người xem đến những cung bậc cảm xúc khác nhau về Mộc Châu tuyệt đẹp và cả những câu chuyện tình lứa đôi nơi miền Tây Bắc Tổ quốc. Trong chuỗi các hoạt động của tuần văn hóa du lịch năm 2024, Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu, thì chương trình nghệ thuật Đắm say đêm hò hẹn là điểm nhấn quan trọng của tuần văn hóa du lịch. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua các cái nội dung các diễn viên thể hiện trên sân khấu của đêm nay thì sẽ đem đến cho du khách cũng như là khán giả cảm nhận đầy đủ nhất về những cái nét đặc sắc văn hóa của các dân tộc Mộc Châu. Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu là hoạt động văn hóa độc đáo, là lời mời gọi du khách cùng đến để hòa mình vào không gian văn hóa đa sắc màu và cảm nhận về miền đất tươi đẹp, thân thiện, giàu lòng mến khách. Tuần văn hóa du lịch sẽ kéo dài đến ngày 4 tháng 9, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn và đáng nhớ.